qua quên lấy đồ mới nên mặc tạm cái áo tí ra xe thay. Thì xe mình xong rồi, bây giờ hôm quen thuộc trong vlog trước nè, cái này kêu ba món combo luôn, đói quá, gà cá với trứng, với thêm này là nước chanh các bạn. Này bên Malaysia toàn bỏ vô bịch không à, nhưng mà xử lý rác thải cũng khá ok nên cũng không sao, nhưng mà không nên dùng vậy nó cũng không tốt. Rồi, này kiểu quán ăn cho người lao động, người bình dân á, tài xế đâu á, rất là rẻ. Mời các bạn ăn trưa rồi lên đường tiếp. Đó, ở ngoài thì không có gắn gì thêm nhiều. Tối qua có bạn, có ai đó đã chôm cái ba lô leo núi của mình rồi, tại vì mình kỹ lắm. Tự nhiên cái loay hoay cái thấy một cái dây ràng ở đây nè, ở trên nó bị bung ra. À, cái dây đó, cái dây mà trên cái túi đó, các bạn thấy không? Đây. Đó, cái dây này nè, thấy nó sao một đầu nó bung ra, chứ mình kỹ lắm, không giờ nó bung ra thì mới phát hiện là có một túi đen ở trên đựng cái ba lô leo núi thôi, với một cái tấm trùm xe bị mất, nhưng mà tấm trùm xe mình bỏ trong xe nên vẫn còn. Chắc để ngoài đây rồi, góc bên đây khuất nè, ai đó lấy rồi, cũng hơi tiếc. Thì ba lô kỷ niệm của mình, của bạn gái cũ. Thôi chịu thôi, tại vì cái đó là cái duy nhất không được ràng chặt, tại vì nó cũng cũ, với lại để tạm gửi xe đó. Cái gì kiếm cái khác không lấy ba lô hiện cũng được, tại ít cũng ít leo núi. Rồi đây, còn dán thêm cái phản quang này nè, cho màu sáng hơn một chút. Nó để cho xe thấy, và ngoài sau rất là nhiều cái phản quang luôn nè, chứ mình chạy chậm. Rồi thêm một cái đèn chớp chớp ở trong nữa, anh Nam bên Apple Hoàng Minh nối dây lại cho mình, kéo ra đằng sau để công tắc ngoài sau. Rồi ghi thêm chữ no sit nè, no sitting mới đúng, nhưng mà ghi tắt thôi, no sit no step, không có ngồi, không có đứng lên, tại nhiều người lại tham quan người ngồi lên đó chụp hình đó. Rồi một ít đồ, chẳng hạn như đây có một cái màn hình cam lùi nè, không phải đều lùi xe mà chủ yếu để nhìn phía sau, tại vì cái kiến của mình, cái kiến sau mình gỡ ra rồi, chứ cái này nó để đầu nhiều cũng không thấy, để mình cái gì mình né. Cái đồng hồ tốc độ mới là nhỏ hơn ít, cần thì nhấn nút để đổi qua những cái thông số khác. Đó, độ nghiêng đồ có luôn nè, tốc độ đi. Tại cái này xe mình không có, để gần ở trên để mình nhìn nè, có luôn nè. Đó, để mình nhìn cho nó dễ, thấy không? Chứ nhìn đảo phải nhìn xuống đây, nhìn xuống đây thì nó xa quá, mắc luôn ở đây. Này đồng hồ tốc độ mới, nhiệt độ ngoài trời 31 độ, ở trong trong cũng 31 độ luôn. Gần chạy xíu nó mới mát lại. Rồi, một ít đồ, có gì mình tối mình review tiếp. Giờ là 1 giờ trưa rồi, đi gửi thùng đồ. Nay mình gắn cái mic Rode mới nè, nghe rất là rõ luôn các bạn. Trời, 1,5 triệu một cái mic nè, quá trời. Mua chỗ nguyên vlog đây, nên cái này hy vọng âm thanh sẽ ổn hơn. Mình có cái gì đó, cái chụp để lọc khử gió, giống như các bạn xem quay trong xe vận động hay có đó. Nhưng mà này mình khỏi, để cho âm thanh, một ít âm thanh tự nhiên cho nó hay. Các bạn nghe chắc ok đúng không? Quá đã ha. Yeah. Được rồi các bạn, nghe rõ rồi ha. Tuyệt vời ha. Rồi, lên. Điện lên coi. Điện bao nhiêu đây? 12V. Ngon lành. Mở máy lạnh, mở quạt lên. Bản đồ, tốc độ, cam lùi. Này hơi sáng ha. Để giảm độ sáng lại xíu. Rồi, seat belt. Các cửa đều đóng, cửa này chưa kính, rồi đã kính, cửa kia ok đóng. Này có máy đo nồng độ cồn luôn nè, ghê không. Để gì test thử chơi. Rồi đi mở thử rồi nha. Xây cái đít này cái phải đợi 10 giây các bạn, để tắt cái này để nó không ảnh hưởng cái gió nó thổi vô. 3 2, đợi 10 giây để nó khởi động. Rồi rồi, 0 chấm này, 0.1 gram trên lít, 0.01, vẫn còn một chút, vẫn trong giới hạn cho phép. Ok, màu xanh chớp chớp là ok nè, không sao. Cái này chỉ để tham khảo thôi. Rồi màu xanh được chạy tiếp, chỉ để tham khảo thôi, không có chính xác lắm đâu. Với tối qua ngủ 7 tiếng rồi, với ăn cơm đồ uống nước rồi, tiếp tục đi nào. Alo, mình gỡ cái thùng đồ ngoài sau cho nó gọn này, lấy một cái nón ra cho nó còn bớt này. Nón của mấy anh em Airway nè,
non xanh ở đây. Ok. Rồi, let's go. Hôm qua chạy siêu xe lăm bò. Còn hôm nay thì sao nay Lambo này sao vô lăng nặng dữ cho ta. Rồi, khít. Đi thôi. Quên mở máy lạnh lên. In 100 meters, turn right. Đó. Turn right. Then turn left. Turn right and turn left. Đi thôi. Đi gửi thùng đồ bên Âu Hồng Kông IT của Cường. Chỗ cho thuê xe chiếc Lambo hôm qua đó mà mình lấy mình chạy miễn phí luôn. Nhờ rất đẹp trai. Nay mới sẽ đúng là Lamborghini nè. Xin nhanh bên đây. Quan sát. Ok là. Xoay ga độ kìa, đã không? Đi nha. Lại trường trở lại với bạn Sóc rồi. Bạn này vẫn đang nhường mình. Nhường cho bạn này qua. Rồi. Tiếp tục đi. Rất là lịch sự. Chỉnh ghế ngồi gần lại xíu. Để cái vô lăng của mình kéo nó vẫn trong tầm tay nè, không phải chồm lên. Đó, nay đổi cái ngoài ra có gắn thêm cái xoay mới nè, cái cửa cũ của bóc á nó không có xoay ngọt được. Nó bị khít, còn này là bao chạy một tay luôn. Đó. Rồi gần cho anh xíu. Ok. Thắng ga. Yeah. Rồi. Ngon lành. Đồng hồ tốc độ. Màn hình mới, này mới, này mới. Cái cũ gửi về điện áp không ổn định, nó chớp chớp hoài, này gọn. Dễ nhìn hơn. Rồi mở cái này lên để coi áp suất lốp vậy. 2.4 đều 4 bánh, good. Nó hơi mềm ha, nhưng mà đang mùa mưa nên để mềm mềm xíu cũng tốt, bám đường tốt hơn. Này 11.4V hơi thấp ha. Có thêm cái một cái công tắc đèn ở dưới đây nữa các bạn, nhấn là đèn phía sau chớp giống xe chạy chậm, xe công trường á, để tăng thêm tính an toàn khi mà chạy đêm hoặc là ra cao tốc. Rồi cái nút đổi chế độ thì nó sau này mới biết ghi nhớ, nhưng mà mình đã đổi cái nút đổi cái chế độ chớp ra trước luôn rồi. Rồi gì nữa không? Này mới. Tắt đèn mới. Này đo nhiệt độ trong xe đang là 29 độ C. Ở ngoài trời là 31 độ C. Túi này. Một số đồ phía sau, gỡ cái kiến chiếu hậu, kiến nhìn ra phía sau. Rồi, ok, cơ bản vậy thôi, cũng không có thay đổi nhiều. Với thêm cái bộ sừng tuần lọc, đón trend Giáng sinh. Nhưng mà tối nay có thời gian lắp sao. Đây, xe Cường kia rồi. Không thấy nó, chắc đi đâu rồi. Để dừng tạm ở đây, kiếm chỗ drop đồ xuống. Để lên đây một chút. Xác vô. Đây, kiếm chỗ drop đồ một cái. Thank you.
Rồi. Lên được cái cao tốc rồi. Cao tốc chạy ngay trong lòng thành phố luôn. Đường trên cao nè. Đẹp quá đẹp ha. Rồi, vô đây, gần là một lên. Nãy lâu quá không có chạy, cái điện áp nó giảm đó các bạn. Điện áp nó giảm rất là lo nhiều. Rồi, dừng đèn đỏ cái nó tắt máy luôn, mặc dù vẫn khởi động được. Nên giờ nó lên lại 13V rồi, nãy nó lúc dừng xe chứ có xuống dưới 12V. Nên nó cái này đồng hồ cảm biến nó bị gì 100 mấy km/h trời, làm gì tới. Cho nó còn đang bị lỗi, nó bắt ai ở dưới mấy cái hầm này nó bắt GPS bị sai nè. Tại cái này đo theo GPS. Rồi, bây giờ là đây là đường E20 ha, đường cao tốc E là expressway giống E1 chạy từ biên giới Thái Lan về đây á. Đây là đường E20, cao tốc có thu phí. Ôi cha, chiếc xe buýt trước làm gì nó, xe khách nó bị hư gì bốc khói quá trời kìa. Ý chà. Rồi nay điện áp lên 13V rồi, bắt đầu mở máy lạnh được rồi, cho nó mát, lấy hơi ở trong, khói quá ta. Trời âm u, nhiệt độ ngoài trời là 32 độ C. Chiếc kia nó bị hư rồi. Nên nó báo hiệu nó dừng lại để nó kiểm tra coi. Xe mình vẫn nhỏ nên vẫn đủ ba xe chưa lọt. Putrajaya 33 cây. Hôm nay mình đi đến Putrajaya từ Kuala Lumpur. Putrajaya là một cái coi như là một cái trung tâm hành chính mới á. Sẽ có gồm nhiều cái cơ quan của chính phủ như là quốc hội vẫn trong đây, còn cái đó như bộ này bộ kia các thánh đường, trung tâm hội nghị lớn chính của Malaysia sẽ nằm ở ngoài đó, ở ngoài Putrajaya là trung tâm hành chính mới, coi như thủ đô mới đi của Kuala Lumpur. Chứ trong đây nó đông quá thì bà con bắt đầu dời ra ngoài đó các bạn. Cách đây cách Kuala Lumpur 40 cây, nó đi được 7 cây, giờ còn 33 cây số nữa là về tới trung tâm hành chính mới. Có rất là nhiều cái cơ quan bộ này bộ kia, rồi đường đi rất là đẹp, cảnh quan tại quy hoạch mới từ đầu á. Bây giờ sẽ chạy đó cho các bạn tham quan rồi kiếm chỗ ngủ sao. Putrajaya ngoài ra hình như còn một cái thành phố giống như một cái thủ đô mới tên là Cyberjaya. Chữ cyber là điện tử, là giống như Cybertruck của chiếc của mới của Tesla đó, hoặc là cái game hay là cái phim Cyberpunk á. Cyberpunk là nói chung cyber là điện tử á, là số hóa, là một cái kỷ nguyên mới trong tương lai. Thì Cyberjaya là một cái thủ đô điện tử, hình như là thử nghiệm một cái thành phố thông minh đó. Số hóa hết, mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, mình chỉ nhớ vậy thôi. Thì có Putrajaya và Cyberjaya là hai trung tâm hành chính mới của thủ đô Kuala Lumpur. Bây giờ mình sẽ đi ra Putrajaya. Đây trạm thu phí nè, Plazathon. Này phải leo xuống xe tiếp rồi. Hôm qua bạn Lamborghini thì ngồi giới không tới tại xe thấp quá, nhoi. Còn bây giờ thì phải đi ra ngoài, tại vì xe mình vô lăng bên trái các bạn. Các xe khác như hôm qua chạy là vô lăng bên phải, họ chỉ mở kiếng, họ quẹt là xong. Touch and go hoặc là visa. Cái này là chắc du khách nhiều nên cho trả thẻ visa trong đây. Mà mình có thẻ touch and go mà mình phải ra khỏi xe. Xe cửa bắp không gắn seat belt, mở ra nó cũng không có kêu luôn. Này phải xuống qua bên kia rồi. Touch and go đây. Nhưng mà ở đây cho trả thẻ visa khỏe quá nên mình lấy visa mình quẹt cái là chạm vô là cái đi liền, quá hiện đại. Rồi đi nha, 32 cây nữa rồi, đây thoáng rồi đó các bạn. Nay ngày thứ bảy bà con không đi làm nên trung tâm đường ra trung tâm hành chính cũng vắng. Ok, welcome back shop ơi, to the welcome to return to the adventure. Yay!
mở nhạc thôi. Xin lỗi các bạn đã để các bạn đợi lâu, tại vì mình giờ nhiều công việc cá nhân quá, giờ không có thoải mái như xưa, đi đâu đi phải chăm sóc gia đình, rồi sức khỏe cũng không tốt, lo phải đi tái khám, rồi sẵn về mất thêm tuần gia hạn visa Mỹ. Thì Tết sắp tới mình nghỉ Tết xong nha, cái mình đi suốt tới Tết năm sau không còn về nữa, không cần phải vướng bận chuyện nhà visa nữa, là đi liên tục luôn, con sẽ không bị gián đoạn. Mở cái cam lùi lên coi. À, để thấy phía sau để gì né nè. Thực ra nhìn gương cũng đủ, nhưng mà này nhìn bao quát hơn. Nhìn cái đây có nè, hai cái gương nhìn ở đây. Cái này cũng được, nhưng mà cái này nó to rõ hơn. Có gì xài. Để coi có người bán không. Chứ trả thẻ hoài mệt. Có mấy kia không có thẻ là mệt á. Lên. Ôi, ôi, trả thẻ tiếp, không có người. Kia là một. Không thấy trừ tiền ta. Resin 120, resin là cái dòng xoay mà lớn nhất thế giới á. Đó, các bạn này chỉ các bạn một cái nơi, các bạn có biết một cái bùng binh đúng không? Thì ở Malaysia, ở Kuala Lumpur và cụ thể là ở trung tâm hành chính mới Putrajaya có một cái dòng xoay lớn nhất thế giới. Đến nỗi mọi người tưởng nó là một cái đường dạy tròn thôi, nhưng mà thật ra nó là cái dòng xoay. Đây, cái resin đó các bạn. Thì cái các số 1, 2, 7, 16 là các nhánh rẽ ra đó. Các khu ABCDF này. Ok, rồi trái vô đây. Rồi, 7 cây nữa. Tới một cái cầu thang. Nhìn toàn cảnh. Rồi, 2 tầng. Qua đây. Đang đi trên cái bùng binh lớn nhất thế giới, the biggest roundabout of the world, ở thủ đô mới, ở trung tâm hành chính mới Putrajaya của Kuala Lumpur và của cả Malaysia. Không, cái bùng binh là chạy tròn quá trời rộng, hình như tổng hết là 3 cây mấy, gần 4 cây số các bạn. Của mình ví dụ bùng binh, ví dụ như ngã 6 Dân Chủ, ngã 6 Cộng Hòa đúng không, nhỏ xíu như thế. Còn cái này là một cái bùng binh khổng lồ luôn, có rất là nhiều nhánh rẽ gọi là Brisin 1234, đánh số từ 1 đến 20 mấy 30 á. Hoặc là các bạn nào đi Pháp Paris được, có cái Sắc Đồ Gôn á, rất là nhiều dòng xoay đúng không, ngay chỗ Khải Hoàn Môn á, Sắc Đồ Gôn tên ông tướng cái đường đó, còn cái đó gọi là gì, cái Hoàng Môn Saint-Élie, không phải Saint-Élie sao, Saint-Élie. Thì nó là một cái vùng bên khổng lồ, nhưng cái này là mới là lớn, còn này là cái vùng bên cực kỳ lớn luôn. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ dừng lại, ngay có một cái bậc thang nhìn xuống toàn cảnh. Từ trên nhìn xuống toàn cảnh cái khu này cho các bạn xem ha. Để kiếm cái chỗ, có chỗ dừng lại không? Parking không? Không có rồi, tại này ngoài đây đường chạy. Nên phải phải kiếm vô bãi đậu xe các bạn. Chết rồi, lỡ đi lố rồi. Nè, bên tay phải nè. Nhưng mà này mình đi lố rồi. À, ngoài sao còn xe không? Thôi dù sao cũng qua rồi. Sao để chui vô đây? Kiếm bãi đậu xe. Vô tấp vô đâu đại đi. Chứ cái đó là cái dòng xoay, cái đường chạy mà đâu có được dừng ở đó, nguy hiểm. Ủa, sao có mấy xe họ dừng ở đây nè. À, họ kệ chui ra sau lưng cũng được. Rồi, chiếc sau nó lên đi rồi. Mình sẽ tấp vô từ từ.
Rồi. Đây mới là lúc phát huy cái màn hình này nè. Rồi, tấp vô đại nha. Đó, đi lên ngắm cảnh chơi một xíu. Đây là một cái gọi là Putrajaya Step. Step là bậc thang á, step là bước chân, là bậc thang á các bạn. Đây, cái nơi ngắm cảnh Putrajaya Step, leo lên các bậc thang này sẽ đến một cái đài tưởng niệm gì đó nằm ở trên cao. À, đây để mình zoom 10x vô nè, bằng cái S23 nè, Samsung nè. Đó, một cái đài tưởng niệm nè. Không biết bao nhiêu bậc thang, cũng không cao lắm nên để mình đi lên trên ngắm cảnh chơi. Leo cầu thang ha. Hôm qua chạy Lambo cả ngày đuối rồi. Ngồi xe cả ngày, nay vận động xíu. À, leo lên trên, lên cái ngọn đồi nhỏ. Cái có thể là cái điểm cao nhất của cái vòng xoay lớn nhất thế giới. 4 cây số. Từ gần trên đỉnh các bạn. Trời sắp mưa rồi, chắc leo xuống quá. Đây cầu thang nãy mình đứng ở dưới các bạn nè, leo lên đây. Phía xa là cây cầu, cầu Trần Thị Lý. Cầu Trần Thị Lý phía xa. Bên đây là cái đền thờ, cái thánh đường Putrajaya Mosque. Đó. Chỉ khoảng 1 2 3 4 4 lần nữa thôi. Thấy cũng bình thường nên thôi leo xuống. Lâu ra mưa rồi. Đây có mấy anh công nhân đang làm vệ sinh nè. Người nhập cư các nước khác. Chứ người Malay giàu không có thèm làm. Thôi. Đi xuống. Cũng không cao lắm ha, không ngắm được cảnh nhiều lắm. Phải leo được lên cái nóc đền thờ là ngon lành ha. Cái thánh đường mà xa kìa. Rồi, xuống. Chạy về phía các cơ quan bộ ngành cho các bạn ngắm cảnh chơi, coi trung tâm thủ đô của Kuala Lumpur thế nào. Leo xuống tiếp nè. Rồi dép Shopee rẻ tiền. Bây giờ mình sẽ chạy vô cái thánh đường Putrajaya các bạn tham quan. Ủa, cái này giống vô khu nhà chính phủ ở không? Phía kia rẽ phải. Hết hồn. Tưởng vô quốc hội chơi. Đây, tòa nhà chính phủ này, tòa nhà của cơ quan ở đây. Đánh xéo một chút cho nó đỡ hại thước lái. Rẽ phải đây. Rồi toàn tiếng Malaysia không, không hiểu. Không biết là cơ quan gì. Đây là cơ quan gì đây? Cờ nước nào? Ecuador hả? À, Ecuador, Peru gì các bạn ơi? Đại sứ quán. À, khu này đại sứ quán nhiều nước nữa nè. Đại sứ quán mấy nước. Cờ đó như là của Ecuador hay là Colombia. Kìa, cái thánh đường phía trước kìa. À, chạy qua đó chơi. Mấy anh mặc áo xanh là nhà xuất khẩu lao động nè. Cái nước nghèo khó qua đây để làm. Mặc áo xanh, dọn vệ sinh, dọn rác, cắt cây, giữ khuôn viên sạch sẽ. Ồ, có bán nước kìa, để tí vô mua nước uống coi. Khát quá. Chỗ này có parking với ăn uống được nè các bạn. Dừng thánh đường chờ tấm hình cái đã. Có thể đó có bán nước luôn, đỡ phải đi bộ ngược vào đây. Kiếm chỗ chụp tấm hình với xe đã. Xong rồi vô chỗ parking sao. Turn left. Này. Đông xe dưới ta. Rồi. Kiếm chỗ dừng chụp tấm hình nha. Thánh đường kia rồi. Đẹp quá. Malaysia Madani, ý nghĩa là gì ta? Wow, đẹp quá ta. Để mình mở cái GoPro này lên nha. Thank you Google. Cho các bạn ngắm cảnh. À, lúc này là đổi tiếng qua, vẫn giữ tiếng nhưng mà đổi qua cái GoPro trước nè. Lấy tiếng GoPro sau. Mình chào. Đợt trước tối vắng hoe, nay có lễ hay là thứ bảy bà con ra chơi xe quá trời luôn. Bắt
King Pass. Wow, Puchaya, một cái bảng kìa, đẹp quá, nhưng mà phải đi vô chụp hình chứ không được để xe ở đây. Kiếm chỗ dừng chụp tấm hình coi. Này gần quá cũng không đẹp, phải để xa xa. Đi xa xa một chút. Giàu có quá các bạn ơi. Ồ, có bán nước kìa. Ngon lành. Đây thì gần quá rồi, để góc bên kia đi chụp hình. Bên đây nữ vẫn được chạy xe nha. Còn bên mấy nước Trung Đông thì thua, khó. Bên đây thì nữ vẫn được cầm lái. Cái gương chiếu hậu nhìn xinh quá ta. Này khách du lịch ra chơi nè. Thánh đường, một điểm tham quan nổi tiếng, Puchaya Mosque. Khách du lịch rất nhiều, các xe buýt chở du khách nè. Bây giờ mình kiếm chỗ nào mình định dừng lại chơi, chụp vài tấm nữa gần gần. Chứ nãy ít quá. Đây, chui vô đây dừng xe tạm cái. Yeah, dành xíu. Bạn Sóc và Thánh đường Puchaya ở thành phố Puchaya, các bạn phía xa kìa. Đó, thánh đường trung tâm của cả thành phố, rất là đông xe du khách đây các bạn, xe 50 chỗ chở du khách đến tham quan. Đây là trục đường chính của thành phố Puchaya, sẽ chạy dài xuống dưới kia là rất nhiều cơ quan chính phủ, ở dưới đó phía xa là trung tâm hội nghị, nó cơ quan bộ ngành, bộ nông nghiệp, bộ công thương, bộ xây dựng gì đó là vòng vòng ở khu này. À, tòa nhà kia là tòa nhà gì đó, quốc hội hả? Như quốc hội mình nhớ trong kia này của thủ tướng hay gì nè, để tí tìm hiểu coi. Dinh tổng thống á các bạn, dinh thủ tướng chứ, thủ tướng Malaysia. Nãy có một anh bạn Ấn Độ đứng đây gặp mình, cái hướng dẫn cho mình. Phía trước là có cái bảng Puchaya kìa, tí là đó chụp hình. Còn nhà ông thủ tướng sẽ là bên đây, dinh thự của thủ tướng. Đó, cái nhà máy đỏ đỏ phía xa kia. Đây đó. Ở đây như có một cái tour cruise đi ghe vòng vòng ở đây nữa nè, cho các bạn nào thích đi cruise thì đi. Bãi đỗ xe có mái che. Đây ông thủ tướng nhà kia, để mình zoom lại 10x coi. Đó, nhà thủ tướng, không biết có nhà không, vô rượu uống cà phê coi. Đó, bàn chuyện đi phượt coi. Đó. Còn ở đây là đi xuống đây. Bây giờ mình sẽ chạy xuống đây các bạn, chạy xuống một số cái cơ quan nhà nước ở đây. Mở cái đèn lên cho bà con thấy mình chút, để nguy hiểm. Đây là trục đường chính của thủ đô mới Puchaya, bắt đầu được xây dựng từ năm 1995, là năm sinh của em trai mình luôn á, năm con heo ha. Thì do cái thủ đô Kuala Lumpur nó quá chật chội rồi nên mới xây thủ đô mới này. Thì cơ quan lập pháp, quốc hội là vẫn ở trong Kuala Lumpur, gần ngay chỗ mà New Central á. Còn cái này là cái thành phố mới, cái này là có cơ quan tư pháp, hành pháp là của cơ quan thủ tướng á, và tư pháp của tòa án và nhiều cái bộ ngành khác. Các bạn cũng biết ba nhánh giống như bên Mỹ á, có lập pháp là quốc hội, thượng viện, hạ viện, hành pháp là của thủ tướng, của tổng thống, còn tư pháp là của bên tòa án. Cũng giống như ở đây thì cơ quan lập pháp là vẫn ở trong Kuala Lumpur, còn hành pháp với tư pháp là dời ra ngoài đây. Thì đây là nhiều bộ ngành nằm trên cái trục đường chính này. Do mưa nên mình sẽ mở thêm cái cam trước cho các bạn thấy rõ hơn. Tiếng thì mình vẫn lấy từ Google này cắt gắn vô đây để tiếng nó rõ hơn các bạn. Tại vì cái Google trước nó, cái cam trước nó không có micro.
Wow, cơ quan chính phủ nhiều cái xây, mỗi cái xây một kiểu rất là hiện đại. Nè, phía trước bên đây nè. Đẹp ghê. Để coi những cơ quan này tên là gì nha. Đẹp quá. Mình định đến cái chỗ camping hôm nay rất là đẹp, Wanderer Escape, là chỗ trốn thoát cho những cái kẻ lang thang tên tạm dịch rồi vậy, nhưng mà nó đóng cửa rồi các bạn, nó fully book rồi, ở lộn, nó book không còn một chỗ trống luôn, nên giờ phải đi qua cái chỗ bên hồ Lakeview vắng vẻ hơn. Mưa này chắc cũng sẽ nhanh hết đi, như bữa nhập cảnh mưa ào giống kiểu Sài Gòn. Lúc ra rẽ phải nè, nhưng mà mình cũng đâu có được đi thẳng đâu. Này đóng cửa rồi. Định đi thẳng xuống chở bạn tham quan ở dưới, nhưng mà mình phải đi đường này. Bên đó nó chặn đường rồi, nó làm event gì đó, nên phải đi một vòng Google Street View hay gì cả. Không, xe giao đồ ăn Đài Loan, xe quảng cáo du lịch Đài Loan gì đó. Sim 711. Wow, tòa nhà gì đẹp quá kìa. Bên trái nè, Federal Treasury, ngân hàng quốc gia. Bên trái đây Malaysia. Để trái vô đây. Treasury. Kho dự trữ giống như là kho dự trữ liên quan Mỹ vậy đó. Cái gì đó Federal Reserve á. Federal FIR cái gì đó, Federal Reserve gì quên mất rồi. Đây là cơ quan, chỗ này chắc in tiền nè, với dự trữ tiền ringgit, tiền đô la Mỹ. Nói cho mới mưa lớn giờ nắng rồi. Để trở lại cái trục đường chính ra được không? Không thì chạy, chạy đường này tiếp. Sợ nó chặn nữa thôi, cứ thôi giờ cứ rẽ trái cũng được. Rẽ trái coi nó còn cho đi tiếp, còn chặn đường không? Xuống chút nữa cho chắc. Ủa, đèn xanh rồi. Kia có cái sân vận động hay gì kìa. Không phải đâu. Không phải. Không biết sân vận động ở đâu ta. Bên đây là cơ quan gì của Malaysia đây. Nhìn cái này, cái Putrajaya, cái Kuala Lumpur với cái Labuan ở bên cái đảo Malaysia, phần đảo Sabah với Sarawak á, thì nó sẽ là ba cái gọi là đất của liên bang, không có thuộc vô cái bang nào hết. Giống như là DC, Washington DC á các bạn, District of Columbia đó, thì nó là một cái thuộc liên bang, nó còn xem như tương đương là một bang vậy đó, một cái tiểu bang nhỏ. Thì Washington DC, Washington DC cũng là một cái đất của liên bang, không có thuộc vào cái bang nào hết, ngang hàng với một cái bang, giống như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, những thành phố thuộc trung ương á, ngang hàng với một tỉnh. Thì Putrajaya cũng là trong số đó, gồm có Kuala Lumpur, Putrajaya và Labuan ở ngoài đảo, là ba cái đất thuộc liên bang Federal. Cái này tòa nhà gì chạy mặt bên đây không có thấy được gì hết. Đèn xanh đèn đỏ rồi. Trống hoe. Chắc mình chạy thẳng vô đi, vô cái trục đường chính luôn. Thôi rẽ trái đi. Hình như ở đây đèn đỏ cho rẽ trái.
Sao mới mưa cái hết mưa rồi. Lẹ dễ sợ không? Chạy giữa thủ đô, giữa trung tâm hành chính Puchaya. Đây tới cái trục đường lớn đây nè. Nhưng mà dính đèn đỏ rồi. À, phải dừng trước vạch. Tưởng cái vạch ở đây là dừng ở đây, nhưng mà không phải, dừng trước đèn đỏ mới đúng. Nhưng mà cũng có đèn đỏ bên kia. Ủa nhưng mà cái vạch, vạch đậu rẽ phải nằm ngay trước à, chắc là một xe đậu đó. Rồi rẽ phải hết chặng đường rồi nè à. Chạy xuống cho các bạn tham quan thêm một chút. Khu này nhà cơ quan chính phủ đẹp quá ha. Belokiri vắng hoe, không có ai hết. Đang dừng xe giữa dốc đây. Rồi, rẽ phải. Wow, cái tòa nhà gì đẹp quá cả. Mình như mình có tấm hình ở đây. Đây, tiếp tục trên cái trục đường chính của thành phố Puchaya. Đèn xanh đèn đỏ tiếp rồi. Lao cho nó sạch. Giờ mới mưa cái nắng à, y chang Sài Gòn luôn. Rồi, bên trái là cơ quan gì đây? Có những lâu lâu dưới cũng có quán cà phê đâu ha, cho phục vụ cho nhân viên văn phòng cơ quan chính phủ. Galleria à, có một cái cửa hàng shopping ở đây. Thấy vắng vẻ quá. Hôm nay thứ bảy. Này có bảng báo hiệu trụ đường cho có cho một đèn dành cho xe đạp nữa. Đèn xanh, yeah. Tiếp tục. Không một ai hết. Thủ đô mà vắng quá. Thủ đô mới. Ra đây làm đi về, không ai ở đây hết. Có vài tiệm cửa hàng này nọ thôi. Domino Pizza. Y chang Washington DC. Cũng có một trục đường chính dẫn từ cái tòa nhà quốc hội Capitol đi qua ngay chỗ cái tháp Washington, mọi người người Việt đó hay gọi là tháp bút chì, rồi đi tiếp xuống cái War Memorial trong chiến tranh giới thứ hai, rồi đến cái cuối là cái tượng đài của Abraham Lincoln đó. Mình ở đó 1 tháng, đi qua đi lại rồi quay lại nhiều lần nên nhớ khá tốt. Phía trước là một cơ quan Chabatan Biwam Negara gì đó, AGC không biết là cái gì. Dataran Chimilan. À, qua cầu đẹp quá. Đây ô tô không có dừng chụp hình dọc đường được ha. Đây qua cái cầu Besiaran Beduna gì đó. Kia là Busat Convention. Convention là convention Antarabangsa, chắc là international ở Puchaya. Trung tâm triển lãm quốc tế Puchaya. Yeah, đọc như đúng rồi luôn các bạn. BICC. Đó, đẹp quá không? Chụp tranh thủ chụp tấm hình cái. À, vừa rồi ra khỏi cái khu Puchaya rồi. Bây giờ đi tiếp về phía nam. Nãy có đoạn chậm xe xíu nhưng mà không sao.
Mình định đi ra một cái nơi nãy mình có nói đó là Wanderer Escape, nhưng mà họ fully booked rồi, đang Giáng sinh với cuối tuần mọi người đi chơi với gần năm mới nè. Rồi cái chỗ kia cũng gần đó cũng không biết sao, nhưng mà phải trở ra cao tốc S2 á, là cái đường trục chính cho Bắc Nam, đường E1 Expressway 1 Bắc Nam Malai, kẹt xe quá bà con đua nó đi chơi, nên thôi cứ đi về phía đi cái đường nhỏ là về phía Port Dickson đó các bạn, thành phố tên là Port Dickson, đi về phía đi dọc bờ biển cho nó ít đông bớt, đi đường nhỏ chạy tàn tàn. Với nay đi trễ quá nên 4:30 rồi, nên chắc cũng chạy chừng 50 cây nữa là kiếm chỗ nghỉ thôi, cắm trại đồ chơi rồi test cái bàn mới, cái ghế mới, một số đồ linh tinh mới. Không biết bên khu này có bãi kem nào không để tí giờ đổ xăng rồi dừng kiếm. Chứ giờ ra cao tốc bây giờ là thua, dắt đi nửa đêm mới tới quá. Ồ, sân bay kìa. Đây cũng khá gần sân bay Kea bên đây nè, lọt vào phía tây nam của Kuala Lumpur. Wow, mấy chung cư nhìn đẹp quá ha, nhìn đơn giản, nhìn như mấy cục Rubik, nhìn như mấy cục Lego xếp hình nha. Còn bên đây chắc cao cấp hơn condotel hơn. Ở bên trái đẹp không? Nhìn không biết họ dùng sơn gì mà không có thấy bị bạc màu, có thể mới nhưng mà màu rất là đẹp ha, không có bị. Wow, khu ăn uống này đi chơi kìa, tấp nập luôn, quá trời toàn xe hơi không. Anh phát lên kìa, heo phai, anh phát. Một cây rưỡi nữa rẽ phải, né coi mấy cái đường chính, đi đường nhỏ nhỏ tàn tàn cho nó đỡ đông xe. Này chạy vô cái đường nhỏ trong để có một cái đường tắt đây nè, vô đây để đi ra đây. À, ok, đường làng á. Chắc dân thổ địa ở đây mới biết. Đây, hai bên mấy cây dừa, mấy cái khu rừng nhỏ dễ thương quá các bạn. Làm nhớ cái đoạn bên Thái Lan Nakhon Sitamarat ha. Đi từ Surat Thani đi Nakhon Sitamarat. Đường nhỏ, mấy cây dừa, cây cọ hai bên. Xe sắp hết xăng, nãy giờ không thấy cây xăng đâu. Đây có cái thành phố này, chắc có cây xăng đây. Let's see. Mấy cái chữ AWAS là giống như caution á, cẩn thận, warning á, AWAS. Này 50 chắc khúc cua gắt. Đường này cho 50, bà con chạy 70. Cái này nó trên quá, cái này mình phải chỉnh giảm lại 5 cây giờ quá. 3 cây, giảm 3 cây giờ. Ở đây, đoạn này cua gắt nè. Này có mỗi bên một lane thôi. Cây cối nhiều thích ghê. Đất không có ai trong, không có ấy là để cây nó mọc tự nhiên thế này. Lúc này rồi, đây metro 500m. Này đang sửa, đang xây thêm cái khu condotel mới kìa. Dân số Malai thì 30+ triệu người à, gần 1/3 Việt Nam thôi. Đất còn rừng quỷ, đất còn nhiều, đặc biệt cái vùng Sabah Sarawak còn vắng lắm. Xi nhan để biết là mình tấp để xe kia họ ra. Có Costa Cafe luôn nè. Đi chợ. Giờ đó xăng nha. Nay đổ này khỏi phải như Lamborghini đổ quá trời tiền. 200. Get straight. Let's go. Qua đâu lại qua cây kia đi cho nó vắng. Số 9 kìa. Anh chàng nhìn gì đó. Alright, vô đây đổ xăng. Ok.
kiếm gì mua ít đồ ăn tối cooking đồ chơi á. Này mình đổ xăng các bạn, mà nay sao đổ 95 cái nó không có ra. Hóa ra anh chàng kia lót lại. Thì có quy định à, xăng 95 chỉ cho xe Malaysia thôi. Còn 97 là cho Malaysia và người nước ngoài, nhưng nước ngoài chỉ được đổ xăng 97 thôi, 17.000 lít. Đâu, how much? Let's see. 3.4 3 nhân với 5 khoảng 17.000 một lít các bạn. Còn này là chỉ có 2 ringgit thôi, là có 11.000 thôi. Cái này 17.000 xăng 97. Người Malaysia mới được đổ 95, 11.000 lít nha. Còn người nước ngoài là 97 hoặc là 100. Còn dân Malaysia thích đổ 97, 100 thì tùy hỷ. Hôm nay mới biết mà làm bữa đổ 95 quá rẻ. Này đổ vô cái nó cắt ngắt cái vòi không cho mình bơm nữa. Đó các bạn biết mình đi đâu. Đây các bạn thấy chữ car wash không? Đi rửa xe. Từ đợt cuối rửa là bên bên Campuchia ha, ở Siem Reap. Rồi sau đó rửa nước mưa bên Thái thì rửa miễn phí bởi nước mưa. Giờ qua Malaysia gửi xe 2 tuần vô quá, giờ mới đi rửa xe tiếp nè. Cho sạch chuẩn bị đón Giáng sinh với năm mới nha. Xe kia vô trước rồi, xong rồi tới. Trong lúc đợi mấy anh rửa xe mình sẽ đi mua ít đồ ăn. Rồi đâu để coi. Rửa ở đâu đây? Đậu ở đâu đây? Ủa đấy. Ok. Rồi. Chạy vô đây. Tới gần quá, phải tới một xíu nữa. Tới một xíu nữa. Tới xíu nữa mới về. Mình thấy mà. Rồi. Anh hết lái luôn. Ok. Vô. Ok. Rồi, đẹp luôn. Nữa hả? Ok. Ok. Lắc đầu mấy giờ chắc mấy anh chàng Ấn Độ nhập cư lao động nè. Làm việc nè, đây, người đây thiếu nhân công. Người Malaysia không có chê, không có làm mấy cái này. Rồi, tắt. Cái rửa xe của Malaysia nè các bạn. Đây là bảng giá Snow Watch rửa bọt tuyết đây. Cũng Snow Watch rồi. Xe máy là 7 ringgit ha. Xe nhỏ là 8 ringgit. Sedan hatchback là 9. 4x4 là 12 ha. Xe tải lớn 1 tấn 4. Ủa gì, xe tải 40 feet còn là 130 luôn. Ghê không? Các bạn cứ nhâm với năm lên là được. Còn cái này đó là rẻ rưỡi nhất. Còn cái này là nhiều dịch vụ thì tùy theo. Xử lý hóa chất, rồi đánh bóng, rửa máy đồ luôn là thêm 12. Thêm 12 ringgit, thêm nano. Ủa là 12 ringgit là thêm á. Cộng 25 nano là 15 gì đó. Coating phủ bọt tuyết gì đó. Một lớp là 100, ba lớp là 480 gì, ghê không? Đó, còn bên đây là cũng bảng giá đây. Rửa dashboard là rửa nội thất đồ luôn nè. 3 thêm 30 ha. Đó, còn sedan là 35, SUV là 40, MPV là 45. Bảng giá, đây mấy anh chàng rửa xe. Đây, tiệm rửa xe sau lưng cây xăng, Petro. Mua bịch này, snack, cà phê, đậu để dành ăn. Bắp rang bơ. Đó, cái này có bán món kem gì nhìn đã quá nè. Rồi thơm phức luôn các bạn, cái này giống bánh đàn ông. Và đặc biệt cái cô bán bánh rất là dễ thương. Dễ thương ghê. Đây, đang làm bánh đây. Trời, chắc tối nay ngủ đầy quá. Đó, lật lên quá.
Yêu rồi, yêu rồi. Quét bơ lên đậu phộng nè các bạn. Đây, bơ đậu phộng đây. Trời ơi, cười xinh quá, hài quá, lớn hơn tiền. Sắc xỉu, ngất. Rồi, bỏ vô. Bánh này là bao nhiêu tiền đây? À, đây, chocolate strawberry, butter, peanut, đủ thứ. 5 ringgit các bạn. Maximum là 2 vị, mỗi lần 2 vị. Đó, 5 ringgit, 25.000. Bơ vô. Chọn hai vị cho cô em xinh tươi, muốn lấy vị nào cũng được. Mắt to tròn dễ thương ghê, mũi cao. Ok. À, này chào bạn kia. Các bạn, pancake. Đợi, không biết phải pancake, bánh tàn ngông, tự nhiên quên mất tên rồi. Đợi rửa xe, bọt tiết rồi luôn nha. Campuchia này hơn 1 tháng mới rửa xe đây. Đó, sạch sẽ, đón năm mới nha, đón Giáng sinh nha, bé Sóc ơi. Bánh bình thường nó ngon, đó bụng, ăn ngon mà có một cô gái xinh đẹp làm cho càng thấy ngon hơn nữa. Không tặng cô đó cái móc khóa với hai cái cây kẹp tóc cho người bạn, mất công hai bạn làm tặng một người bạn kia ganh tị. Ok, đổ 97 thôi. 95 chỉ cho người địa phương, người Malaysia đổ nữa bạn. Du khách là phải đổ xe nước ngoài là 97 hết. Rồi rửa xe sạch sẽ hết 20 ringgit là 100.000. Cho anh bạn rửa xe đen đen tội nghiệp thêm 5 ringgit, cho thêm là 25.000, là hết 125.000. Rồi mua ít đồ ăn, thêm cái bánh của cô gái xinh đẹp làm cho mình. Rồi xong, bây giờ đi kiếm bãi cắm trại. Bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi, gần 7 giờ rồi. Wow, tới đó chắc tới mệt luôn á. Đi kiếm cái bãi cắm trại hạ lều đồ chơi coi. Chỉ đi đường làng, né với kẹt xe nè. Những con đường thôn quê Malaysia đây. Nhà nào cũng chiếc xe hơi ha, trong đây xe cũ không à. Nè mấy cái gờ này, cao dốc quá nè, đánh. Đánh lái xíu. Anh chàng kia to con ghê, chạy xe tơ, nhìn tội xe luôn. Hello. Không được đi thẳng, để bắt rẽ trái tao. Why? Ok, đi thẳng lên luôn. Rồi giảm tốc nữa nè. Ủa, đã hết xư kìa. Wow. Turn right. Turn right. Then, turn left. Mới đọc báo đã sư. Ôi cha, bà mèo nằm giữa đường thấy ghê vậy con. Đi vô đi con. Trời ơi. Giờ nữa nè. Ui. Cái em ấy. Này, nè bảng stop. Để phải. Rồi. Bên này có. Có qua không? Để mình qua. Hay là dừng lại. À cái này ra đèn. Lần nó dừng lại. Ok. Rẽ trái rồi rẽ phải. Dạ, dốc cao quá ta. Stop, phải nhường đường cho các xe khác. Rồi qua luôn. Ok, ngon lành. Không, đó là dừng giữa dốc, dốc khá cao á. Ok, tiếp tục hành trình. 27 cây nữa là tới tới cái bãi camping cạnh bờ biển luôn. Nay mưa gió không biết sao đây.
Let's see, tới đó tính. Đo nồng độ cồn hay gì đây? Ba xe cảnh sát dừng 5 xe kiểm tra giấy tờ với nồng độ cồn hay gì đó. Có ống thổi ống không? Không có, kiểm tra bằng lái đâu thôi. Lâu lâu có trạm hôm nay mới thấy ha. Đường nhỏ chứ cao tốc thì không có nha các bạn. Chịu phạt nguội thôi, chạy nhanh nguy hiểm. Lâu có trạm kiểm soát ha, hôm nay mới thấy. Kiểm tra giấy tờ xe. Đi xéo êm hơn hẳn. Trời hơi tối ha, chụp tới thui. Nhưng mà GS23 thì vẫn sáng. Nhưng mà màu sắc nó sẽ không được đẹp. Sấm xịt à. Yeah, Racing Boy kìa. Wow, wow. Có nhà, có một đường nhỏ nè nên mọi người hay làm ha. Số 3. Lâu lắm mới chạy đêm. Đường đất hả ta? Sóc ơi, chuẩn bị ập râu nha bé. Không, két một chút thôi bạn, chắc có công trường xây dựng. Ghê thì chạy xe nói liên tục cho tỉnh ngủ. Đó. Xấu quá nè. Này đang mở rộng ra hai lane chứ có một xe đi nổi không? Đây nãy mình đi qua mấy cái trang trại nuôi gà. Đây chắc mấy cái farm nuôi công nghiệp, nuôi gà, nuôi bò, xử lý nước thải gì nè. Google Map chỉ vô đây, đỡ kẹt xe. Đúng rồi, đỡ kẹt xe thì... Ô, có xong... shit. Không thấy gờ giảm tốc, mẹ. Có xe máy bay kìa. Lòi chém gió, không sao, thắng kịp. Lết bánh luôn. Hú vía. Đến với thành phố Port Dickson. Port là cảng á. Dixon đây, chắc là tên của cái ông founder ra cái vùng này hoặc là làm một cái gì đó ở đây ha. Maybe Dixon, để mình đọc sao. Port Dixon các bạn, một thành phố cảng nhỏ, nhỏ hơn Port Klang, là cảng biển chính của Malaysia, của Kuala Lumpur luôn, của cả Malaysia. Còn Port Dixon này thành phố biển nhỏ, chắc kiểu như Vũng Tàu quá. Đây cũng có du khách tắm biển đồ. Bên đây là biển à, hôm bữa là bên đây vẫn là biển Andaman, cái biển Strait Malacca đó, nằm giữa Indonesia với Malaysia. Hình như là 70-80% lưu lượng hàng hóa container là đi qua, đi qua cái eo biển này được phải. Nên Singapore hưởng lợi rất lớn, Malaysia cũng vậy. Bên Thái Lan định xây một cái con kênh đào cắt ngang Thái Lan, rút ngắn được Malaysia với Singapore, thì trước đó chắc kinh tế lao đao cũng không hẳn, nhưng mà sẽ bị mất ảnh hưởng nhiều. Singapore sẽ mệt đó, hàng hóa không có đi trung chuyển qua đó nữa. Không biết là có định xây không, ngay chỗ hẹp nhất Thái Lan á, chỉ có 18 km á, nhưng mà còn bên còn tính bên Myanmar nữa, nhưng mà khúc xuống dưới thì chỉ có Thái Lan thôi. Không biết kế hoạch đó sao, nhưng mà chắc khó. Trung Quốc cũng muốn bỏ tiền xây cái đó đó. Port Dickson, mình định nguyên cái khu này là dãy này là bãi kem cắm trại dọc bên bờ biển nè. Bây giờ không biết, mà trễ quá không biết còn chỗ không, với lại có nhận khách vãng lai tới không. Kể cứ tới đi, không được thì có đây cả chục cái luôn các bạn, nên tha hồ mà hỏi. Còn đuối quá là thôi. Trời, nó biển như nó nằm bên bờ đây, phải đi bộ qua hỏi chứ chạy vòng vòng cũng đuối. Let's see. Cả nay đi khởi hành trễ quá mà.
còn chỗ kem không. Mình hỏi thử coi. Ôi cha. Ôi mẹ ơi, bãi kem là đông không còn một chiếc xe luôn nè. Này chắc thua rồi, bà con đi chơi lễ đâu nè. Ôi. Cắm trại quá trời kìa, xe rồi dựng lều rồi vui quá mà không biết. Để hỏi thử coi. Này chắc chị làm, đi hỏi thử. Chỗ check-in. Let's ask. Bạn quá trời xe dựng lều ngủ kìa, tắm biển kìa. Chạy qua chỗ khác, chị đó chỉ qua chỗ H&N, mình cũng thấy trên Google Maps nè. Qua hỏi bạn, đây là một cái chỗ khu cắm trại miễn phí, còn cái chỗ tắm rửa thì ai thích thì trả 1 hay 2 ringgit gì đó trong cái khu này, rồi nước sử dụng miễn phí luôn các bạn. Đây cuối tuần bà con Malaysia đi chơi vui ghê không. Đây phía xa là có mấy cái lều nè, rồi bên đây là từng gia đình mọi người. Ô nguyên cái bãi cỏ là để lều, còn xe thì đổ ngoài hết. Mình thì mình ngủ cạnh xe luôn các bạn. Sáng ra tắm biển, thử cắm trại cùng với người Malaysia. Miễn phí không mất xu nào luôn. Tiết kiệm được khúc mấy chiếc xe đẩy nè. Không có xe xếp gọn thì lấy xe này. Còn ngoài kia là bãi biển kìa. Mấy đứa nhỏ sẽ ra đó tắm biển. Đó rồi vô nè, lều bạc nè. Ôi chà vui ghê không. Quá trời đông luôn, cái này miễn phí luôn của chính phủ. Hôm nay mình sẽ dựng lều trải bàn, nhưng mà mình mang trên GoPro trên đầu, giống như là góc nhìn thứ nhất, first person view ha, cho các bạn thấy mình công việc mình làm gì. Rồi mở ra nè, mở cửa này, mở thêm một cái đèn Phoenix hình như là CL28R cho vàng cho ấm cúng đi. Đây đổi qua cơ dừa, nút này cường độ nè, còn nút này là vàng hoặc là trắng nè, tùy ít thôi. Mà nay nóng cho trắng luôn đi cho nó sáng. Rồi ok, để coi giờ lấy cái quạt ra trước cho mát, ghi nhớ hết vị trí mấy món. Đây quạt của Fanwin, của hãng nào nhưng mà của Fanwin bạn mình bán. Đây có đèn luôn các bạn, mà mình chỉ cần xài quạt thôi. Mình làm dấu nút màu trắng nè, tại vì hai phía ở trên là quạt, ở dưới là đèn cho nó mát. Rồi không, lấy cái đèn này ra. Cái này mới là CL28R nè, 26R. Sẽ có dặn ở đây thì sáng đều, sáng tỏ cắm trại, còn dặn đây là sáng rọi xuống để đọc sách ha. Đó. Một cái đèn. Để coi móc vô đâu đây, móc vô đây đi. Cái đèn vô đây. Rồi. Xong, bây giờ để coi trải cái bàn ra. Đây. Test cái bàn mới của ARB. Cái bàn kia thấp quá, mình ngồi bị cấn bụng các bạn, nên đổi cái bàn to hơn. Bàn xịn luôn. Đó, cái bàn này để đồ cho nó đã, ngồi ăn uống cho nó thoải mái. Các bạn chắc thấy rõ đúng không? Để mình cụp xuống xíu. Rồi. Nay lần đầu dựng cái bàn này luôn nha. Làm chi bót dữ vậy ta. Hãng nào cũng vậy. Tiết kiệm diện tích. Đó, rồi, dựng cái chân trước.
Đây. Đi xe hơi chở đồ thoải mái luôn ha. Những cái chân trước. Đây. Đó. Để quay ra đây thêm sáng nhìn cho nó đã. Đó. Rồi có hai cái cây nhỏ giống như bàn cũ. Bàn cũ rất ok, nhẹ, gọn nhưng mà nó lùn quá. Cái ghế mình toàn ghế cao. À các bạn này. Còn ra được nữa các bạn ơi. Ủa. Như đẩy xuống đi. À. À banh ra, kéo ra nó rồi. Nó mới vô được hai cái đầu. À, làm này để đầu để canh coi nó vô khớp chưa nè, với lại đầu trên đầu dưới xây phía nào cũng được. Rồi các bạn, chimney cũng ok nhưng mà nó nhỏ quá, tại vì vừa ngồi ăn vừa làm việc máy tính này nọ luôn, lấy thiên bút ra làm việc. Rồi tí dán thêm mấy cái sticker đồ vô các bạn này chơi. Được chưa? Rồi. Này vô đây. Rồi. Này bên Vulcan 44 bán nha các bạn. Tấm tăng, ghế, bàn, đồ chơi của AMB là nó phân phối chính hãng. Rồi, bao rộng luôn. Đã chưa? Đây AMB 4x4 accessory. Này trầy miếng. Rồi. Tiếp là một cái ghế mới. Bữa mình có lên cái group mua bán rồi camping để hỏi thì mua cái ghế cũ. Cái này nó cũng dựng nhanh, nó hơi bự nhưng mà nó ngã ra, nếu không có chỗ mất giọng á, nằm giữa sa mạc ngã ra nằm ngủ luôn cũng được chứ. Ngã mà không dựa cái ghế kia dựa đâu được, mà không có ai được tích tích, nó bung ra cũng nhanh nè. Các bạn có thể ngồi đây nè, ngã chân ra, thẳng chân ra nè, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, cái này ngã ra luôn, nó làm giường ngủ luôn. Nhưng mà cái này tí mình ngồi đây mình nấu ăn làm việc nên cái này mình chưa cần. Mình để coi, gấp cái này, tháo cái này ra, tháo cái này, tháo cái này ra được luôn nè. Còn cái này thì sao? À xoay cái này. À nếu không cần dựa gác chân thì tháo ra. Ok. Nó cái ghế bình thường. Wow. Mà đã ha. Này có chỗ để ly nước luôn nè. Giờ đủ ngồi làm việc đây. Ô cái bàn kia hơi thấp, cái này thì lại hơi cao. Nhưng mà ngồi đây đánh máy cũng được. Ok. Tại vì thấp thì mình kê gối vô, ngồi cao lên cũng được. Good. Rồi xong. Cây này thì khi nào kiểu cần cần ấy thì sẽ cần gác chân thì sẽ. Để các bạn đây. Bạn cái kia buồn cười, kia hơi thấp, cái này là hơi cao, cười chết. Rồi này để đây đỡ đi. Để ở đây cho gọn. Rồi. Ok. Cái đường pin để đây hơi xa, cái chỗ tí mình quay phim. Mình có cái cục hít á để trên, rồi cái này ở dưới hít vô cũng được. Nó ngay trên đầu luôn nè. Mình cứ để đây luôn đi. Rồi. Tiếp rồi. Cái này bỏ vô đây cho gọn. Rồi. Này. Để vô đây cho gọn. Rồi, để ở đây. Đóng lại. Rồi. Bây giờ tiếp thêm một cái ghế nữa. Ghế Helinox, ghế này xịn. Nhiều bên phân phối lắm. Bên anh Nguyên có bán. Bên chuyên Tactico có bán. Ghế này thì đỉnh rồi, sunset chair. Ghế hoàng hôn, màu sunset chair, màu hoàng hôn. Đó. Để xem kia hợp lý, gió thổi mát luôn. Rồi, ghế này thì ngã đầu ra được luôn. Đây, cái này. Đây. Xuống. Cái này xuống. Rồi. Này vô đây. Này vô đây. Đó. Ghế này ngồi thoải mái nhất luôn. Đó, thả đầu ra.
thêm cái kia gác chân nữa là tuyệt vời. Cái kia là ngã sát ra luôn, cái này hơi hơi thôi. Cái này ngồi làm việc ok nè, cao hơn cái kia. Rồi, tuyệt vời, hai ghế. Đi mình đồ như có hai người á. Rồi, ok. Cái này bỏ ở đây luôn, bỏ trong. Rồi, tiếp tục mở ra. Này mới đen à, nọ. Này là thùng quần áo nè. Này nay có tấm đệm mới nha, thổi bơm hơi bơm tự động luôn, êm hơn mà lại gọn hơn cái kia bự và không có xếp được, vừa gọn vừa nhẹ. Chỉ cái kia là lâu bơm hơi nhưng mà lâu lắm mới phải bơm. Lấy tấm này ra trải dưới đất cho nó sạch, cần thì lấy che mưa luôn cũng được. Tấm này bao rất. Còn lấy ra che mưa luôn, để đồ nấu ăn được lên. Đúng rồi, trải tấm này trước luôn cái bàn quá. Này để đi, không có bay đâu. Rồi, lấy đồ nấu ăn xuống. Này túi mới nè, của bên Việt Nam sản xuất. Xanh chuối, tăng thêm độ phản quang. Túi pha cà phê. Đây. Túi đồ nấu ăn. Đây. Đây. Cà phê dùng sao? Để đây. Cái này để đây. Rồi. Đó. Nay còn hộp cơm. Đây, lấy cơm ra hâm. Ít đồ linh tinh, tí nữa lấy ra ăn sao. Xem đậu nè, mì. Có mì cà ti thanh long bữa mấy bạn bên đó gửi cho nè. Này không có trả tiền, ủng hộ hàng Việt Nam lấy chơi thôi. Cái nón này bị rớt xuống nè. Bữa trưa vẫn chặt luôn. Mình nhét vô lại. Rồi, ok. Rồi, đồ nấu ăn, đồ xào, khỏi. À, đây, còn cái này nữa. Đây, mới tạo về nè. Phần quan trọng nhất đã đến. Đây, đây, đây. Ăn đồ nước ngoài nhớ hương vị Việt Nam thì sao? Đây, có chai Chinsu siêu bự. Bao xài cả năm luôn. Rồi thêm chai tương ớt, sa tế tôm nữa nè. Đây. Còn một chai tương ớt kia mình bỏ trong kia rồi. Ờ, có rượu, chai rượu còn dư một chai trong đây luôn, Singleton. Uống hết chai này lấy chai, lấy tiếp chai kia. Đó, ngon chưa? Chinsu sa tế tôm. Này tương ớt. Này chắc mở nhà hàng lấy xài luôn, bình này cho nhà hàng luôn nè. Đóng nắp. Đây. Xào mì lại, lấy tương ớt ra ăn. Đây, mình còn chai này nữa nè, Sriracha. Đây các bạn, Sriracha. Đỡ thèm đồ ăn Việt Nam. Đây, chai tương ớt Sriracha. Thơm cay ngon, thay ớt Thái. Này ớt Thái nè, cái này là cây, cái này loại thường. Tương ớt. Còn cái này là ớt Thái luôn. Bao cây double. Sa tế tôm. Và cái này, chai bự. Đó. Nên cái này để sao cũng được, nhưng mà để ra chơi cho hoành tráng. Rồi, hâm cơm lấy chảo thì phải có chảo. Rồi. Rồi, lấy muỗng đũa để xào. Này của kem. Rồi, tắt cái này lấy ra luôn. Rồi. Rồi, cái bếp. Mình lấy bếp cồn nấu tiếp cho nhanh. Khỏi xài bếp bếp điện. Khỏi xài nồi cơm điện. Đây, lấy bình ra, lấy cái bếp ra. Rồi, để coi nhiên liệu để ở đây, cơm để ở đó, xào đồ ăn xong. Còn nước uống mà quên mua nước đá ha. Rồi, cái nào xong là cất vô liền cho nó gọn. Có mưa thì chạy cho kịp, nhưng mà có tấm che mưa rồi.
xong nào cắt đó liền, càng lúc càng bị oxy đi. Xong các bạn ơi, bắt đầu xào nấu ăn. Chạy mua một xíu, sorry các bạn. Cuộc đời là những chuyến đi à, buồn cười quá các bạn chưa. Vậy là vẫn chưa phải là các bạn trong nháy à, vui ra.
nhiều chuyện á, đúng chết giờ biết nói chuyện mình như thùng. Are you back? You want to eat with me? Ice the finish already, but the packaging the broken. Oh, really? Packaging broken. This for me? Yeah. One for you, one for me. Okay. Thank you. Finish. Wait. I have a gift for your daughter. For your friend. How many daughters you have? Oh, you have daughter? This is my Kirin. Three daughter. Oh, this is so for your three daughter. Okay. Kirin. And this is four. Maybe you have another daughter soon. And this is just in case. okay, for me. Yeah, for hair. This is for little girl. Like the tree on my. Okay. Thank you so much, friend. Thank you. Good luck. Sama-sama. Thank you for buying the ice for me. No problem. Okay, maybe see you tomorrow morning. Have a nice day. Yeah, just finish cooking. Alright, good. That's some Vietnamese sauce. You want one? You want to try? You have something? Maybe. No. Oh, okay, enough. Okay lah. Okay, friend. Okay. Good luck. Okay, thank you. Okay lah. Thank you very much. Bye. Good morning. Say hi to your daughter. Okay. Okay, bye-bye lah. Lovely, I love Malaysia. Alright, same. Yeah, no worry. All men love. Yes. Lại nó mua đá giúp mình 4 ringgit các bạn. Nói cái máy bị hư nên mua ở một cái cửa hàng khác. Thử cái này nha, cái này sẽ hơi cay. Để đây. Okay, sạp tới, sạp tiếp luôn. Đảo quá. Làm nhớ cái hủ tiếu sạp tới Mỹ Tho quê mình. Cái này là, đây là ăn nhiều chấm như là cái dùng cây. Cái này thì quen quá rồi ha, đâu để mình thử cái này. Cái này nó nồng, thanh hơn, cái này nó gắt hơn. Còn cái này kìa. Dưa bốc thái. Đây xé lưỡi. Xin lỗi bác sĩ. Em lại làm phụ lòng bác sĩ nữa rồi, em lại ăn cây chút. Xin gửi. Này có bị chua chua nè. Ớt thái, cho tí tôm, tùy theo món ăn mà các bạn muốn nấu ăn kiểu nào ha. Các bạn sẽ dùng cái đó. Rồi. Mấy bạn Malay thấy mình Duyên lấy một đống tương ớt ra chắc xanh mặt quá. Nói dân Việt Nam tụi bay tao nhớ đâu có ăn cay như Thái đâu mà. Rồi thấy ra tép ra tương ớt. Nhớ mùi con gì Việt Nam. Các bạn biết mình làm cái gì. Thấy ra đũa rồi. Con nỉa luôn. Xịn chưa?
lót vô khác hẳn. Đậu nè. Barbecue coi, kiếm chỗ nào lạnh lạnh trên núi á, lấy chung ớt mới đã. Đây rồi. Nên của mình à, sắp tới ra cái mẫu mới siêu đẹp luôn. Cái này demo thôi các bạn. Xử lý cắm trại cần liều võng túi ngủ gì đó. Để các bạn đi mang lúc nào cũng mang theo là để đảm bảo không quên gì hết trong buổi camping. Là Noel rồi, Giáng sinh rồi. Đây này có cái lo xịn không? À, đổi màu nè, mở nhạc là nhảy theo nhạc. Đỡ buồn các bạn, cái này gọn nhẹ hơn. À, đó, vừa làm đèn ngủ mà vừa mở nhạc đồ luôn. Chiêu chiêu. Một bữa tối thật là nhẹ nhàng. Rồi mưa xíu. Mưa hơi lớn á các bạn. Kiểu này mưa dầm tới sáng rồi. Này ở trên đây nóc nó nước chạy tấm tăng để hơi xa ngoài. Cái này mốt có gì kiếm chỗ ép tấm tăng vô cho nó gần vô trong một chút. Nước không có chua cái khe đó. Nên cái đó cũng kinh nghiệm mốt các bạn mà có làm cái tấm giá tấm tăng á, để sâu sâu vô một xíu. Đó, có tấm này cũng đỡ. Thì nãy gió bây giờ mưa đều nên nó không còn gió nhiều, nó sẽ nước sẽ rớt thẳng xuống. Nên mình dời các bạn xích qua kia xíu. Đây mưa nè. Đó, giờ tắt đèn. Chiêu chiêu ngồi uống whisky, ngồi uống chai Singleton. Đợi bớt mưa rồi đi ngủ. Mưa lớn quá các bạn ơi, tạt hết rồi. Này phải thêm vài tấm che mưa nữa mới đủ quá. Không là dựng luôn cái lều cho rồi, cho nó kín. Này chắc phải rút cái chân này ra cho nó nằm sát xuống luôn cho đỡ tạt vô quá. À, quá mưa. Mưa lớn quá, đang mùa monsoon nè. Ướt hết đây nè. Này chắc hạ cái chân cho nó nằm sát xuống luôn quá. Đây. Ooh.
vẫn còn xe vô nè các bạn. Nhiều xe giờ chắc mưa quá dọn đồ chạy về rồi, còn nhiều xe khác vẫn vô. Cái bãi cắm trại miễn phí mà lễ này ngồi ở dưới đèn rọi vô mắt, ngồi thấp hơn cái lòng xe này. Tối quá. Ghe đít vô kìa. Vẫn còn xe vô lấy bãi cắm trại. Này mưa về ngủ đi chứ ra đây dựng lều trên nữa trời. Các bạn, nay mới là lần đầu tiên ngủ trong màn sóc đây. Mà bữa là nếu camping là ngủ trong lều dân võng hoặc là ngủ đâu đó, còn hôm nay mới ngủ trong màn sóc đây. Ta da da, cũng 1:20 sáng rồi. Thì đây mình giới thiệu, mình mở cái camera 0.6 ra. Cái thùng đồ mình đem ra để trước ghế lái nè, ba lô để ăn trước đó. Rồi khi ngủ thì làm gì? Kéo mấy cái rèm lại, thấy không? Che lại để cho sự riêng tư. Rồi cái cửa trước bên trái mình mở hé ra, mình lấy cái dù mình che lên cái dù ở ngoài các bạn, để tại vì mở lên kéo xuống một chút thì nhiều mưa lớn thì nó sẽ tạt vô cái kiến, cái vè chắn mưa nó cũng không có che được hết một khúc nó. Rồi cái tấm màu xanh này mình lót ở dưới đây sẵn nè, cần thì ngủ luôn, khỏi cần phải lót thêm, không thì bơm hơi lên làm một tấm nệm cũng được. Cái quạt tí mình cái quạt này có cái đầu cái bát nè, mình treo lên trên đây để cho nó gọn, nhưng mà treo chặt không rớt trúng u đầu. Rồi mà sao đây vẫn đủ duỗi chân thẳng ra nó. Thì có hai cục điện, một cục của EcoFlow đây, mình sạc cái mấy hôm nay quên sạc mấy cái đồ điện tử để lâu quá, sạc cái đèn pin nè, rồi cái này sạc điện thoại nè, ngủ thì lắp lại cái này, cái Kindle Fire, Kindle đọc sách của bạn gái cũ tặng. Rồi rèm sao cũng che. Cái cửa su cốc nó có cái hay là các bạn có thể đóng hai nấc nha, đóng mạnh là nó đóng chặt, còn ấy mà nó hở hơi nó. Rồi còn phía trong phía sẽ có một cái thùng đồ và một cái vali. Thì cái vali mình để do nó dẹt nên mình sẽ để đứng lên đây, nó vẫn đủ chỗ, nhưng mà muốn đi tè là phải dời ra. Cửa mình mở hé hé thôi, không cần phải đóng kín lại các bạn, cho nó thông gió. Vậy là hai chỗ thông gió, một đầu in một đầu out là được. Nó còn cái đây, cái gói của mình à, cái gói của mình đây, cái gói con cọp nha, để xuống đây. Rồi gói ôm và mền Michelin, vậy là đủ rồi. Mới thay bộ quần áo mới luôn nè. Rồi bây giờ thử ra nằm xuống đây, mới nói kẹp vô cái này, vừa đứng mà vừa kẹp được nữa, rất là tiện cho nó thông gió. Đây đêm nằm tiên, đêm đầu tiên ngủ trong bạn sóc. Bạn sóc ơi, đêm nay mình ngủ với bạn nè, ngủ trong lòng bạn luôn. Thẳng chân, cái chân mình lú ra ngoài khỏi cái tấm rèm, nhưng mà lấy cái này ép vô gắn vô trong đây thì che lại cũng được, nhưng mà kiểu lú cái chân cũng hay cho người ta biết có người ở trong, người ta không có phá. Còn ở ngoài thì chỉ còn cái bàn với hai cái ghế thôi, với chai rượu. Người Hồi giáo thì không uống rượu nên không lo bị chôm. Nói chung là người ta hiền và người ta đàng hoàng lắm các bạn, không có lo. Còn đây là trên nóc. Đêm đầu tiên ngủ trong bạn sóc đèn các bạn. Dặn rồi một cái đèn phía trước để nằm đọc sách xíu, lướt Facebook này nọ, xong rồi sẽ đi ngủ. Vẫn ngủ trong xe được nếu cần, mốt trời lạnh tuyết hay gì đó vẫn ngon lành ha. Đêm đầu tiên ngủ trong xe, gói ôm được luôn nè, không ôm gái thì ôm gói. Ở trên mình có một cái carbon monoxide detector, là cái máy mà đo cái nồng độ CO có, nó sẽ báo động á. Nhưng mà mình mở cửa hé, hai cửa hé nên không sao. Các bạn nghe tiếng ù ù không? Đây là cái cục Alena nè, tranh thủ sạc mấy cái đèn pin với đồ linh tinh. Này các bạn nào mua EcoFlow không đủ tiền thì mua Alena cũng được. Mình còn mình gửi link cho các bạn mua, mình cũng được thêm ít hoa hồng, trang trải thêm chi phí chuyến đi. Cái gì mình gửi link nha các bạn. Đó. Rồi, chuẩn bị ngủ. Đêm đầu tiên ngủ trong lòng bạn sóc. Đã thẳng chân luôn nè, sướng. A few moments later. Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. Ôi cha,
Này, xe nhiều ghê chưa? Bà con chủ nhật vẫn còn đây chưa về. Sau một đêm mưa bánh xét. Sóc đây, sau một đêm mưa tơi tả. Bàn với hai cái ghế để ngoài vẫn còn nguyên, không bị mất nha các bạn. Yên tâm, không có lo. Đây, cái này qua để nước mưa vẫn sạch rồi, tí rửa lại. Còn này tắm tăng thì xéo xéo cho nó đỡ tạt, với lại đỡ bị mưa thụng ở trên nóc. Còn đây là bà con này đông, tối qua cũng vắng vắng mà này full hết. Ngoài cỏ nè, full này nè. Ở trong xe, trong mấy cái bãi xe cũng full luôn, không có một chỗ trống luôn. Lều vẫn đây, chắc bà con ở chơi thêm buổi trưa rồi ra tắm biển. Xong rồi chiều mới chạy về quá. Mà tuần sau như cũng được nghỉ Tết rồi. Tuần sau là Tết, mọi người ở đây ăn Tết dương lịch nha. Có người Hoa mới đợi Tết âm lịch làm lớn giống như bên Việt Nam. Morning. Đây. Đó, trong cái bảng đây là không có được chạy xe vô trong đây nè. Chỉ đậu ngoài đây thôi. Lều của người Malaysia đây. Đi chơi có lều thay đồ được luôn kìa. Đó, đây các bạn tham quan đồ camping của mấy bạn Malay nha. À, đây đủ đồ chơi, lều, tăng, xe đẩy, xe kéo đồ. À, đã ghê không? Này hãng gì đây? Vidalido. Cũng nhiều gia đình chuẩn bị về rồi kìa. Đây là đi ra biển đây. À, đây bà con đi tắm biển. Ôi chào, thủy triều xuống nước rút tuốt ra ngoài kia rồi, phải chạy tuốt ra kia mới tắm được kìa. Đó, đây thủy triều xuống nè, mấy đứa nhỏ chơi một cái kỳ nghỉ lễ, sắp nghỉ lễ bên Malaysia, vui quá ha các bạn. Đây ăn nằm la liệt ngoài đây. Đây ơi, dễ thương quá, văng vẳng luôn nè. Quầy này có bán đoạn sáng này giống món mì cà ri, quá mì cà ri tiếp hay gì nè. À, cái này bún các bạn. À, bún có trứng vậy nè, cái này thêm nước cam. À, như chị này làm nhầm cái gì đó, hình như cái ly to hơn. À, nãy nói đây, đây là nước gì, mấy cái loại nước. À, này lấy nước cam, nước chanh mới đúng. Này lấy nhầm ly cho mình. Đó. Rồi mua phần ăn sáng, uống nước luôn. Xong rồi pha cà phê rồi đợi cho đồ khô xíu rồi đi. Này. Ok. Này mix hai cái hay sao đó. Rồi. Ok, thank you. Terima kasih. Dạ. Ông hút, mình có ông hút kim loại rồi các bạn. Đỡ xài đồ nhựa. Rồi. Đây, đồ ăn sáng và nước uống. Về pha cà phê. Rồi. Ui chà, đồ uống em mình cũng có luôn rồi. Rồi, đi về. Xe. Bà con cũng đang chuẩn bị thu xếp về rồi. Đây có mấy anh bên cảnh sát bảo vệ an ninh, mặc áo xanh chuối nè, cũng không phải cảnh sát, kiểu bảo vệ khu này với bịch đồ ăn. Ồ, có ông Civic nào ở Duma Vitech nằm cạnh nè, nằm đợi gõ đâu mình hay gì đây. Hả? À, anh Civic kia qua đây làm gì đó. Rồi, ăn sáng các bạn, phơi đồ, pha cà phê uống rồi đi. Hay trang hoàng một chút cho Giáng sinh tuần lộc nha. Này đi giữa xíu nó sừng luôn nè, ghê chưa, ghê chưa, tiện quá. Cái này đúng là móc vô mà có tấm vẹt che mưa, nhưng mà có cái cây nè, có cây sắt ép vô là dính cứng ngắc luôn, thêm cái dây rút là ngon. Chiếc xe hơi nhiều dây rút nhất thế giới. À, bên đây nữa nè, đó rồi ở trong nè, ghê, xanh đỏ tím vàng luôn. Đó, ông già Noel nha, đi phát quà, bé nào ngoan sẽ có quà. Mở áp suất lốp lên. Tuyệt vời. Xanh đỏ tím vàng. Ngoài sao nữa nè, chưa hết. Nguyên bộ combo luôn, mua nhà thờ Tân Định nè. Còn cái mạc luôn 90 ngàn. Tháo ra, kỳ quá.
mất công người ta tưởng 90 ringgit là 9 × 5 = 500.000 xỉu. Ủa 9 × 5 đúng rồi, 9 × 5 = 500.000 đó. Rồi Merry Christmas bà con, chúc Giáng sinh vui vẻ nha. Đây trang trí Giáng sinh ở ngoài xong rồi đúng không, ở trong cũng có ông già Noel tặng quà nè, đỏ đỏ xanh đỏ tím vàng nó sừng tuần lộc luôn. So cute, thì gớm quá trời. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp về thành phố Melaka, cách đây chừng khoảng 60-70 cây thôi. Nhưng mà trước đó thì bạn mình nó có một cái bike week, là một cái tuần lễ xe hơi, một cái ngày hội mô tô chứ, của anh em mô tô khắp nơi, thì kêu đến đó chơi tham quan. Ok bây giờ chạy đến đó thử coi, không thì dù sao cũng đi đường đó tránh cái đường đông đúc về Melaka. Rồi bây giờ đi nha. Đây bà con cắm trại nè, ban ngày tới đông quá trời đông luôn, quá đông luôn. Tưởng là hôm nay mọi người bắt đầu về mà càng lúc càng đông hơn, hết chỗ luôn nên mình phải hạ lều gấp để nhường chỗ cho hai xe khác đậu. Rồi, chạy lên lại, nghe không, full hết luôn, không còn một chỗ trống. Đây hôm nay Giáng sinh rồi, chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ nha, Giáng sinh an lành, bình an cho tất cả mọi người. Ta-da. Đi nào ý. À chiếc Nissan kìa. Let's go. Quá trời ô tô luôn. Cắm trại lều võng tiếc quá. Hơn thủy triều lên lại kìa. Nó có thời gian ra tắm biển chơi xíu. Nhường cho bạn mấy bạn này vô. Bà con đi đông ghê. Qua đi bạn ơi. Chiếc kia có vô không? À chui luôn. Ok, nhường cho bạn này vô luôn. Rồi vô đi bé ơi. FA, anh chàng này chắc cũng cô đơn. Rồi. Get go. Cho mình lên nha. Xe quân đội nhường cho mình. Cảm ơn. Thank you. Rồi, vô đây luôn. Rồi, và phải vô luôn. Quá trời đông. Đoạn này nhiều bãi cắm trại rồi miễn phí nè. Bà con ra chơi quá trời. 65 cây nữa tới cái bike week, tới cái chỗ mà có cái lễ hội xe mô tô á, tới chơi coi có lút được gì không. Giao lưu với anh em mô tô được coi. Cái này là bạn Suhu chỉ mình á, nói là bên đó đang có. Các bạn, vậy là mình đã đến ngay cái ngày hội mô tô xe máy tên là ghê đất cái gì đó bike fest. Thì tọa độ cái trong cái poster tìm không thấy, chỉ có cái anh chàng Suhu cho mình cái location, thì giờ mình quẹo vô đại nè. Toàn là xe nhỏ, xe hai thì này nọ. Cái này xe nhỏ chứ không phải là mô tô các bạn. Rồi đi quẹo vô coi có gì chơi nha. Đây, quẹo vô. Trời ơi. Đây giống như là ngày hội Racing Boy đúng hơn á, ngày Racing Boy quá trời kìa. Đây, trong đây có gì vui. Toàn xe scooter underbone không à. Đây ga đất đây. Kìa phía trước kìa. À có mấy cái quầy hàng được kìa, bán đồ. Ok vô mua đồ. Bây giờ đi xuống cốc rồi để mua đồ cho chiếc quay của mình coi, cho bạn Memo coi. Wow, vui chưa kìa. Quá wow, trời xe luôn kìa. Wow, thú vị ghê chưa. Tự nhiên có xe, chiếc xe hơi biển số Việt Nam đâu chưa vô đây. Đã quá. Ồ, coi nhạc đồ luôn kìa. Thú vị ghê. Chờ tình ta xuống dưới coi, đổ xe coi. Đây. Trời ơi. Này đúng ngày hội Racing Boy luôn nè. Ồ, coi cái kia nó chui vô được kìa. Để mình chui vô đậu trong bãi cỏ luôn.
quá đã. Wow. À, thú vị quá, chưa vô luôn. À. Rồi. Một mình bạn sóc. Với một vàng racing boy. Rồi, dừng đây nha, xuống chơi coi. Ăn vào đây. Bạn sóc ở đây và phía sau lưng là nguyên một vàng racing boy. Đây. Ôi chà, quá trời luôn. Cái này giống ngày hội xe Underborn các bạn. Chứ không phải là xe mô tô nhiều, cũng có mấy chiếc mô tô nè. Nhưng mà chỉ là racing boy đây. Trời ơi, phê quá. Này chắc dân chơi mô tô nhìn chắc chảy ke hết quá. Đây, trời ơi. Hai thầy nè. Thiên đường ha. Trời ơi, đã quá. Suzuki. Quá đã các bạn ơi. Dân chơi để đây, để nón đây không, sao chơi. Để cái này không có đáng nhiều cho đi họ hết á. Wow, trời ơi, ôi giống chiếc BT20F của mình nè. Y chang nè. Quá trời luôn. Rồi có mấy quầy hàng bán đồ bên kia cả áo, nón, bảo hiểm, đồ chơi, đây vàng Sibo đây. Quá đã các bạn ơi. Xe nữa nè các bạn. Quá đã không? Đó. Đây, này bạn này chắc Weibo nè, tròn Nhật. Xe làm theo hình tròn Nhật nè, còn chiếc này kiểu bụi đời, chắc đồ kiểu Red nè, thùng. Sao giống 67, dáng giống 67 nè. Rồi còn mà sao, rồi đèn, thùng xăng, bình chữa cháy, rồi gấu, cọp, mèo. Rồi hệ thống nút ở đây, có này che mưa. Được giải luôn. Cái này C70 đẹp quá nè. C70 còn này chưa nổ máy luôn các bạn. Trời ơi, còn một yên nữa nè. Ghê chưa. Đó, bên đây nữa nè. Đây triển lãm xe cổ. Nên có những chiếc chưa lăn bánh luôn, chắc giá trị rất là cao. Đó. Nè, mới can xà beng luôn. Wow. Wow. Rồi. Đây những chiếc xe nào được trao giải. À, này Vario nè. Đó Vario nè. Đó. Okay. Giải sẽ quà nè. Đây cái chiếc Winner quá trời giải luôn, quá trời cấp luôn nè. Cấp bon hết rồi vậy nè. Ờ, cháy tận cháy dưới nè. Ờ, bình dầu ACB nè. Racing Boy nè. Quá ok. Không biết cấp gì. Không phải năng cái đua. Quá trời cấp luôn. Đây thì nè, xài cái khung Delta Box nè. Yamaha. Yamaha rất là chuộng bên Malaysia ha. Yamaha lại nắm trùm bên đây, còn Việt Nam là Honda các bạn. Này chiếc NSA gì không, cái kia của không phải. NSA là của Honda, này là nguyên vàng Yamaha hết. Nè, nhìn mấy cái đèn thấy ghét không? Nhìn những cái tên lửa, sau này chiếc Mitsubishi cũng có hai cái đèn phía sau, cái đèn hậu lồi ra vậy nè. Đã quá. Này quảng cáo cho cái Retro Mania nè, là cái lễ hội xe cổ lớn nhất Malaysia. Đăng ký tham gia rồi này nọ đó, quảng cáo đây nè, hình dễ thương nghe chưa? Rồi có bán đồ phụ tùng, quần áo, quá đã luôn. Cái sticker, ok, thank you, I will pass it on my car, bye bye. Đây, vui quá, thật là thân thiện, dễ thương. Được tặng cái sticker luôn. Đó, đã phải mua, để mua ủng hộ mà thôi, đó rồi. Vậy đó rủ ngày hội xe cổ lớn nhất Malaysia chơi, không biết ngày nào. Đó, rồi, bây giờ đi tiếp. Rồi, để chụp tấm hình rồi đi tiếp nha. Về Malaysia ngủ, tối nay đón Giáng sinh. Kiếm một cái sticker chơi coi. Này bên đây Yamaha là trùm bên Malaysia nè, còn là logo Yamaha. Honda luôn nè. Ồ, R69 luôn. Lucky Strike thuốc lá nè. Ồ, trời. Một số hãng các bạn. Ba giá là 3 cái, à 4 cái luôn. Chắc chắn giá 4 cái 10 ringgit, cái 2 ringgit rưỡi là 50.000 4 cái các bạn. Một 50.000 4 cái, một cái là hơn 10.000 ha, cũng hơi mắc ha. Còn đây là nón nè. Ồ, cái này team Yamaha áo đẹp quá, nhưng mà mình fan Honda.
Rồi đi kiếm mua mấy cái chơi coi. Thành cái bảng nè. Này hội Big Buy rồi, Gadex Buy Week các bạn. Nhờ hai chị em chụp hình tội nghiệp ghê. Sticker của mình đây. Cái này là Retro Mania được tặng, là ngày hội mô tô cổ lớn nhất Malaysia. Sticker Born to Ride với cái Suzuki nhiều màu sắc nè, để dành dán chơi. Cái này sẽ để vô đây. Đây là những cái sticker mà bạn bè đưa, dán vô đây. Không có chai lớn anh chàng cột vô cái bịch nè. Bên Malai đặc trưng là nước là bỏ bịch ni lông hết, nước gì cũng vậy á các bạn. Cũng buồn cười, nước chanh, nước cam gì không có ly đâu đâu, tròn là bịch ni lông. Nói là hồi này tao miễn phí tặng mày, như mốt gặp trả trả sao. Mình nói là chắc nhiều năm nữa tao mới quay lại, không sao. Yêu ghê. Rồi uống tạm rồi về, đi tiếp về Melaka ngủ. Đây thì đây đã quá các bạn. Đây nữa nè. Wow, xe đẹp quá anh ơi. Ngồi ngắm xe. Rần trơ luôn. Đây nè, hai thị luôn. Wow, quá đã. Ghê. Đây nữa nè, đâu rồi cho ngắm xe nữa coi. Giống như cái đợt đi coi MotoGP á, bà con kéo ghế hai bên ngồi ngắm xe của khách đi coi xong chạy về các bạn. Ui ghê. Một cây cầu bắc qua cửa sông chính đổ vào Melaka. Wow, có cái tháp kìa, có cái nhà hàng xây trên đó hay vậy. Này giống như kiểu cầu gì trên đường Trần Phú á các bạn. Tự nhiên quên tên này, ở Nha Trang á. Bắc qua một cái vịnh, một cái con sông. Wow, thành phố Melaka bên trái kìa. Cái Duck Square là cái khu Hà Lan á, cái trung tâm chính mà chỗ hay chụp hình á. Này chiều mai chắc đi ở đây, mình ở đây 2 đêm để lấy voucher của Traveloka. Mãi yêu Traveloka, mới có cái tiệc mà không có đi được, tiếc quá. Bây giờ phải xuống đó vòng dưới rồi chạy qua kia, khách sạn của mình bên kia, ở ngay vịnh biển luôn ha. Ra ngắm hoàng hôn đồ, chiều ghê, đại gia ghê không. Nhưng mà cái phòng có 800 ngàn đêm thôi, hai đêm là 1.6 triệu. Mà ngay vịnh biển gần trung tâm, đi bộ từ đó vô trung tâm chơi nè. Ồ, cái nhà hàng xây. Ồ, cái nó đang hạ xuống nè, Menara. Ồ, không phải nhà hàng xây, chỉ là ngồi ngắm cảnh thôi. Kéo lên ngắm cảnh rồi kéo xuống. Được, ngày mai đi chơi. Ở đây hai đêm là hợp lý. Đi vòng vòng, nghỉ ngơi, đón Giáng sinh. Chứ trời... chỗ lễ này mà đông, chạy xe đông, đi mộ, đi xe mệt lắm. Nắng vàng đẹp quá, may quá. Để coi có cái đảo nào ra chơi coi. Một cây nữa tới, nhưng mà phải xuống đây vòng lại, hơi kẹt xe. Quá trời đông rồi. Quá đông đúc các bạn ơi. Rồi, tới rồi, quá mệt luôn. Khách sạn của mình nằm ở cuối đường, giáp với một cái công viên ở đây, rồi ra tới biển luôn nè. 8 xị một đêm, mà rẻ nhất là khu này 1 triệu mấy không, 2 triệu không? GS kìa, 1.2 triệu. Quá đuối các bạn ơi. Rồi, đã đến. Đây rồi. Xe này phải không? À không, cái góc đường kia. Ngoài đây vắng vẻ, để xe đã luôn này. Kia rồi, chắc là nó nhìn trong hình đẹp lắm mà. Không, phải cái này. Như cái này. Tên là gì qua này?
cho cái khách sạn Oro Ridge. Nói chung cùng lóc cái kia thôi. Này kiểu căn hộ dịch vụ rồi xây căn hộ rồi căn phòng cho thuê, giá hơi mắc ha, đang mùa lễ hội Noel. Không còn phòng đi khắp khu này luôn. 280 ringgit là khoảng 1.4 triệu. Khá mắc ha. Giờ đủ ngủ thôi. Có cái phòng 200 rẻ hơn nhưng mà lại không có máy lạnh, chỉ có quạt thôi. Bên này có cửa sổ luôn. Ok, kệ nó. Lỡ rồi. Để lấy tiền lại hai đêm kia nó khách sạn nó bị hủy. Mình đi chơi Giáng sinh nhưng mà chỗ nãy nó không có trả tiền mặt các bạn. Không có, nên còn đúng 250 mà còn có 200. Trả 200 còn 50, cà thẻ còn 10.000. Đóng tiền cọc, đặt deposit, đóng thuế, tax. Nhưng mà nó không chịu trả thẻ, bắt phải tiền mặt nên phải đi kiếm ATM. Giờ về trả rồi đi ăn. Là khu vui chơi của Malaysia ở Melaka, thành phố Melaka cũng là rất là đông du khách. Thì cùng với Penang, Kuala Lumpur thì Malacca cũng là cái điểm tham quan quen thuộc. Đây, đặc trưng của Malacca mấy chiếc xe chở khách màu mè. Penang cũng có mà không có màu sắc như ở đây đâu. Ghê không? Đây nữa nè. Trời ơi, em xài gì rồi, người nhỏ tá lả nè. Này xe có trợ lực điện rồi, nhẹ hơn chút. Đây này, người nhện với ai đây? Switch game luôn, bắt trend ghê không? Quá vui không? Và đây là cái tháp nãy mình nói nè, để mai lên chơi. Quá giờ về trả tiền rồi tắm rồi mới đi ăn, đón Giáng sinh các bạn. Đây cũng không có không khí gì, tại đây đất nước đầu hồi mà. Quá mệt. Rồi tắm rửa sạch sẽ xong trở lại đi bộ ra chơi, ra cái quảng trường Hà Lan các bạn, Dutch Square. Còn đây là cái khu, tí về còn mình leo lên cái tháp này chơi, đi một cái cầu trượt lên nè, mới mua xong, và con lại lũ lượt kéo ra chơi tiếp, rất là vui. Yeah. Quá dữ. Mấy chiếc xe Elsa Doraemon tá lả nè. Ở đây là mô hình chiếc tàu của Hà Lan hồi xưa các bạn, mình đoán vậy. Tại cái này là liên quan tới Hà Lan, quảng trường Hà Lan. Hồi xưa người Hà Lan là đây cũng thuộc địa Indo với Malai, cũng thuộc địa Hà Lan, ghê ha. Hà Lan nhỏ xíu mà thuộc địa khắp nơi. Đây mô hình chiếc tàu nè các bạn. Nên biết phải bằng gỗ hay là giả gỗ sơn lại nè. Đẹp ghê ha, cánh buồm nè. Đợt mình ở có bên Thụy Điển có thấy cái chiếc tàu thật Vasa đó, có làm nguyên một cái bảo tàng bao quanh rồi chiếc tàu đó ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Wow, đẹp quá ha. Này chắc không có chạy được rồi. Quá vui. Tàu Bồ Đào Nha các bạn, không phải là của Hà Lan. Tàu Bồ Đào Nha tên là Flora de la Ma, Ma là biển á, Flora như là bông hoa hả, bông hoa của biển. Mấy chiếc xe mở nhạc lớn quá. Đây là thể hiện là cái thời kỳ hàng hải của Malacca. During the 7 Malay Sultanate, rồi sau đó Bồ Đào Nha, rồi tới Nhật again, rồi sau đó là tới Anh. Và cuối cùng là năm 1957 là Malaysia được độc lập. Đây là chiếc tàu chở những cái hàng hóa của quốc gia đem đi bởi những cái thực dân sau khi đã chinh phục Malacca năm 1511. Nhưng mà theo ý Chúa Trời, the will of God, con tàu lại bị đắm vào ngày 26 tháng 1 năm 1512 trong eo biển Malacca, trên đường trở về mang của cải châu báu trở về châu Âu. Thì cái bảo tàng này là như là một cái chứng tích của một thời kỳ mà quyền lực chính trị bị mất, và thì tất cả những thứ khác cũng sẽ bị mất. Đó là cái thông tin về cái chiếc tàu của Bồ Đào Nha. Đây các bạn. Đó. Flora de la Mar, bông hoa của biển hả? Hello bạn tàu. Flora de la Mar, con tàu của Bồ Đào Nha bị đắm năm 1512 ở biển Malacca, trên đường chở của cải châu báu cướp được ở xứ thuộc địa của Malay trở về châu Âu, nhưng mà lại bị đắm một năm sau đó. Ủa?
có đi du thuyền trên sông nè, ngắm cảnh nè. Đây bà con đang xếp hàng để lên đây. Không biết nhiêu tiền đây ta, xếp hàng có vẻ hơi lâu ha, có cảnh sát kìa. Để ăn cá rồi tính tiếp. Bên bờ sông Melaka, mấy chiếc River Cruise nè, nó đang chạy tới nè. Hóa ra là đây, cũng nhỏ ha. Ôi trời, cũng nhanh phết đó chứ. Cũng không hấp dẫn lắm. Còn bên đây là cái này chắc mấy cô gái du khách nên không. Giọng này giọng người Thái rồi các bạn. Ở này trang phục của người truyền thống người Malay nè. Một gia đình, ba mẹ với hai đứa con, dễ thương quá ha. Chụp ké tắm coi. Bản đồ của Melaka cũng là di sản văn hóa thế giới nè. Đây là cái khu trung tâm, khu di sản đây các bạn. Nhà thờ Bon Chet, rồi bảo tàng Hồi giáo, diều gì luôn nè. Rồi đó, linh tinh vài chỗ, museum, bảo tàng, rồi tòa án tối cao. Đây là một cái Melaka World Heritage City, bản đồ thành phố cổ Melaka. Đây có rất là nhiều điểm tham quan nè. Các bạn qua có mấy cái bảng này đứng xem, UNESCO nha, di sản UNESCO luôn. Chỉ còn giữ lại được một bức này thôi các bạn. Chắc ở đâu đó sẽ còn một chút nữa. Cái này là di tích của cái cảng Malacca nè, Malacca Port. Đây. Rồi đây là cái nơi mà mọi người hay chụp hình ở Melaka. Hay gọi Melaka đi cho nó giống cái tên mà mọi người hay gọi, tên tiếng Anh. Đó, phía xa là nhà thờ nhà thờ Melaka. Quá trời mấy ông này. Rần trời luôn. Squid Game mà mới chịu. Ôi trời. Quá trời. Nè. Quá trời luôn, chớp nháy chớp nháy. Cái này có vẻ không ăn nhập với cái thành phố cổ lắm. Còn gấu bu à, không nhắc. Gấu bu là phải mập bụng bự mới đúng chứ. Trường Melaka. Mấy bạn xe chớp tắt quá trời quá đất luôn. Có xe gió ở Hà Lan nè. Cái này chắc mô hình thôi chứ đâu có nhỏ vậy đâu. Lớp Melaka đây, mấy gia đình vô chụp hình. Giờ mình mới biết cái cờ này là gì. Cờ này của mỗi tiểu bang nè. Cái này là giống cờ Chile ha, trắng đỏ. Ở cờ Texas trắng đỏ, Chile cũng vậy, nhưng mà Chile một phần ở trên, ở trên trắng đỏ, rồi có ngôi sao các bạn, ngôi sao trắng trên nền xanh dương. Cái này ngôi sao vàng, có thêm lưỡi liềm Hồi giáo. Bên mình là nhà thờ Công giáo Melaka. Thì Giáng sinh sắp tới rồi các bạn, 2 tiếng nữa là Ifa, là lúc nửa đêm. Đây mọi người đang chuẩn bị. Thế này chắc người gốc Hoa, mấy Công giáo với người Malayu vô thần hoặc là đạo Hồi giáo. Còn người Hồi giáo thì người Hồi giáo khỏi nói rồi, người Hindu, người gốc Ấn thì sẽ là đạo Hindu. Nó còn đây thì là nhà thờ. Đây mấy bạn chắc người gốc Hoa, mấy Công giáo đây. Còn là gương mặt châu Á không các bạn. Cái này chỉ cho người Công giáo vào thôi. Christmas Eve 24 December 2023, đây để mình zoom vô. Này mà quần đùi chắc không được vô rồi, với lại chắc ưu tiên người có đạo. Bây giờ này chắc cha xứ hả, 10 phút nữa là bắt đầu giờ làm lễ Giáng sinh rồi các bạn. 10 giờ tối đến 12 giờ đêm, lúc nửa đêm. Hôm nay là sinh nhật lần thứ kỷ niệm lần thứ 270 luôn, 1753-2023. Số khá đẹp ha. Vậy là nhà thờ thành lập lâu ghê luôn nè. Để quay lại xem. Đây là khu phố tàu đây. Chonker Walk. Kiếm chỗ ngồi uống bia thôi. Đợi Giáng sinh. Tuần nữa Tết qua năm 2024 nữa các bạn. Năm nay tê tu quá, nhưng mà được mở chuyến đi này thôi. Đây khu phố chợ đêm bán đồ ăn.
Đây, khu chợ đêm đây. Street food. Và đồ lưu niệm. Tên là John Kerwood. Chồng quyết định vô Hard Rock Cafe. Tại vì mình trong đợt trước có truyền thống là tới sinh nhật là vô Hard Rock Cafe ăn uống bia. Hôm nay cũng có. Hôm nay quá sinh nhật nhưng mà Giáng sinh bộ rồi sinh nhật rồi không có tự tổ chức gì hết. Đây có với lại mình fan Messi nha. Mình nói thật là mình không ưa CR7, mình thích Messi mà có Messi vô đây nên ủng hộ idol. Ok, ủng hộ idol Messi. Kêu thử món chicken sandwich của Messi coi. Hard Rock Cafe. Với trong đây có bán bia các bạn. Không biết còn bàn không. Trời mà sẽ phàn đông dữ. Thôi giải tán. Đó quá rồi. Hội An quá nè. Trời có karaoke nhạc sống luôn. Một cây ọt với một bà ca sĩ. Đây nè giống Hội An các bạn. Nhà thấp thấp cổ cổ. Nhưng mà ở này không có cổ như Hội An đâu. Chứ có cái khu kia cổ nhưng mà sửa lại nhiều rồi. Đây. Các bạn ơi. Thank you very much. Cái này là chiếc này đó, với smart potato và onion ring. Cái này là medium well qua Mỹ, qua Úc mới ăn medium hoặc là medium rare. Đây, mấy nước này thì ăn medium rare. Các bạn nói trên chai bia trên bàn món ăn xinh theo dịch vụ nhân tố quán quá chịu quán tên là Ravi Baby. 274 các bạn, hơi đau ví xíu. Hết 1.400.000, khoảng 1.400.000. Kệ nay Giáng sinh, lâu lâu ăn sang bữa. Lâu với lâu quá không ăn steak với hai chai bia. Bia Malai thì hơi mắc rồi. Rồi, chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ, về ngủ đuối đuối rồi các bạn. 5 ringgit các bạn. 5 x 5 25.000. Đó, đây. Mọi người bắt đầu về từ từ rồi. Qua Giáng sinh rồi. 12 giờ 15 phút rồi, dọn quầy đồ hết rồi nè. Rồi mình cũng đi về thôi. Merry Christmas lần nữa các bạn. Ok, có cây thông Noel đằng kia nhìn thấy nhìn mắc cười dưới trời. Cười cây thông rồi. Nhìn cái đít thì ghét không.